Mục vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Hôm nay mời quý vị lắng nghe câu chuyện sau đây. Tự đào hố chôn mình. Ngày xưa, có một con chó nọ, vì sống mãi nơi đồng quê nên một hôm cảm thấy chán và mơ ước được bay về thành phố giải trí. Nó làm quen được với hai con vịt trời và tâm sự về ước mơ. Hai con vịt trời đề nghị nó đi tìm một sợi dây dài và chắc chắn cột hai đầu vào cổ hai con vịt, rồi nó ngậm ở giữa sợi dây. Hai con vịt trời sẽ bay về thành phố và như thế nó cũng sẽ được bay luôn trên không về thành phố dạo chơi một vòng. Thế là mọi sự đã được chuẩn bị chu đáo. Hai con vịt trời và con chó bắt đầu chuyến phiêu lưu. Nhưng khi đang bay thì có một con chó khác từ dưới đất nhìn thấy và lên tiếng hỏi với lòng đầy kính phục. Đây là sáng kiến của ai trong ba vị? Con chó muốn dành cho mình mọi sự kính phục nên vội vàng mở miệng nói to. Đó là sáng kiến của chính tôi. Nhưng nói chưa hết câu thì nó đã rơi xuống đất chết toi vì muốn khoe khoang mà quên không lo ngậm sợi dây. Nhiều lần chúng ta cũng đã mở miệng nói vì ham danh vọng nên đã gây ra không biết bao tai hại cho chính bản thân và cho kẻ khác. Lòng ham danh vọng, ích kỷ và kiêu ngạo là những tật xấu ăn rễ sâu trong bản tính tự nhiên của con người, rất khó chừa bỏ. Đến độ Thánh Francisco de Sales đã nói như sau: tính tự phụ kiêu căng nơi mỗi chúng ta chỉ chết đi 15 phút sau khi ta đã chết. Hơn nữa, môi trường xã hội chung quanh xem ra không đề cao lòng quảng đại, vị tha, sự phục vụ khiêm tốn của anh chị em, mà ngược lại có chứa những yếu tố có tính kích thích lòng ham danh lợi, tính tự phụ của mỗi người chúng ta. Nhiều lúc chúng ta bị cám dỗ muốn làm việc này việc nọ, muốn nói điều này điều khác, cốt chỉ để khoe khang và mưu tìm danh vọng cho bản thân mà thôi. Và đó là chính chúng ta tự đào hố chôn mình, giống như con chó hám danh lợi trong dụ ngôn trên. Tật xấu này không phải chỉ có nơi con người thời đại hôm nay, nhưng còn có nơi con người thuộc mọi thời đại. Ngay cả thời Chúa Giêsu, Ngài đã cảnh tỉnh các môn đồ và khuyên các ông hãy khiêm tốn, đừng ỷ lại vào chính mình, nhưng vào tình thương của Thiên Chúa. Chúa Giêsu phán: ai muốn nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Luca đoạn 14 câu 11. Vua Salomon, người khôn ngoan nhất trong lịch sử nhân loại, chia sẻ kinh nghiệm như sau: người tự cao sẽ bị hạ thấp, nhưng người có lòng khiêm nhường sẽ được tôn trọng. Châm ngôn 29 câu 23. Và ông khuyên: sự kính sợ Chúa giáo huấn một người trở thành khôn ngoan và khiêm nhường đi trước sự vinh dự. Châm ngôn đoạn 15 câu 33. Lạy Chúa, xin thương dạy con sống khiêm tốn, biết sử dụng những tài năng Chúa ban cho để làm vinh danh Chúa và phục vụ anh chị em. Xin đừng để con bị mù quáng tinh thần vì tính tự kiêu tự đại. Xin cho con xác tín rằng con chỉ trở nên hữu ích cho anh chị em xung quanh khi con sống thành thật và khiêm nhường, nhìn nhận những tài năng mình có là do Chúa ban để phục vụ anh chị em mà thôi. Amen.